Tại huyện Hồng Dân, 8 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức lắc xí ngầu ăn tiền thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. 8 đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Thị Thu sinh năm 1968, La Quyền Thư sinh năm 2000, Nguyễn Chí Hận sinh năm 1970, Phạm Minh Thành sinh năm 1996, Nguyễn Hồng Ân sinh năm 1987, Nguyễn Ngọc Thảo sinh năm 1984, Nguyễn Văn Đáng sinh năm 1963, Võ Văn Kiệt sinh năm 2002, cùng ngụ thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, qua tin báo của quần chúng nhân dân, công an huyện Hồng Dân bố trí lực lượng bắt quả tang các đối tượng này đang tổ chức lắc xí ngầu ăn tiền tại một căn nhà trên địa bàn ấp Nội Ô, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Lực lượng công an thu giữ 3 bộ dụng cụ lắc xí ngầu, số tiền trên 50 triệu đồng, 9 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.